Dự án đường sắt đô thị trên cao Nhổn Ga Hà Nội là một trong những dự án trọng điểm đang được triển khai thi công trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện nay, việc thi công dự án đang được triển khai dọc tuyến đường 32, đoạn chạy qua quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Xuân Thủy đến Đại học Giao thông. Đây là tuyến trục chính phía Tây Hà Nội, nên hàng ngày lưu lượng người và các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường rất lớn. Theo ghi nhận của phóng viên Hà Nội Mới Online, trên đoạn tuyến đường 32 thuộc địa bàn hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm và Hồ Tùng Mậu, do mặt đường rộng nên dù có rào chắn đường để phục vụ thi công đường sắt, nhưng người và phương tiện lưu thông qua đây bảo đảm thông suốt, gần như không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, trên đoạn tuyến từ Cầu Giấy, Xuân Thủy đến Đại học Giao thông, do mặt đường hẹp hơn nên việc rào chắn để thi công tuyến đường sắt trên cao không tránh khỏi tình trạng ùn ứ giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Qua thời gian làm việc ở đây thì cơ bản đường cũng là thông thoáng, trừ những lúc cao điểm, ví dụ như tầm từ 6 giờ đến 7 giờ sáng thì dân đi làm thì cơ bản nó cấm ô tô, số lượng xe máy nó cũng nhiều, lượng ùn tắc thì nó cũng được hạn chế. Ví dụ như đầu giờ và cuối giờ hành chính từ 11 giờ, từ 10 giờ đến 11 giờ thì cơ bản là đường nó cũng không được thông thoáng lắm. Đây đồ kéo dài. Cái này thì kéo dài cũng không kéo dài lắm, nó chỉ khoảng 30 phút thôi. Lễ giờ cao điểm thì nó sẽ ùn tắc giao thông rất nhiều ạ. Và khoảng thì nếu mà đến giờ cao điểm khoảng đến 11 giờ 11 rưỡi thì phải mất các tuyến giao thông thì phải đến 10 cái mất 10 20 phút thì mới có thể là lưu thông được trên đường ạ. Thường xuyên có mặt để điều hành trật tự an toàn giao thông trên đoạn tuyến này, Thượng úy Nguyễn Ngọc Duy cho biết. Do là lưu lượng giao thông đông và do người ta rào đường nên là cái đường đi rất là hẹp. Bên cạnh đấy là do một phần nữa là do cái lượng xe buýt trên cái tuyến này hoạt động rất là nhiều. Rất là nhiều tuyến xe buýt hoạt động ở đây là giờ cao điểm. Người ta đi vào đây là thường xuyên xảy ra hiện tượng ùn ứ dọc cái tuyến đường Xuân Thủy và Cầu Giấy. Ra thì ùn ứ xảy ra vào giờ cao điểm cũng sáng thì thường từ tầm 6 rưỡi đến khoảng 9 giờ. Và chiều là từ tầm khoảng 4 giờ đến khoảng tầm 6 giờ 30. Cái này thì xin kiến nghị nhất là về bên xe buýt ấy, thì người ta xem xét là giảm cái số lượng xe buýt đi qua đây. Và thứ hai là các cái tuyến xe buýt nữa, người ta xem xét có thể điều chỉnh lại. Thì cái lượng xe buýt đi vào đây rất là nhiều, gây ra ùn tắc giao thông một phần lượng xe buýt. Biển báo hiện tại ở đây là có cái phân luồng cấm taxi là có đầy đủ đấy. Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, phần đầu đến hết năm 2018 sẽ hoàn thành dự án tuyến đường sắt đô thị trên cao Hà Nội Nhổn. Tuy nhiên, trong thời gian triển khai thi công dự án, vấn đề bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có việc hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông phải luôn được coi trọng. Toàn bộ cái việc cấp phép thì được liên ngành kiểm tra rất kỹ để đưa ra cái biện pháp tổ chức giao thông cho từng đoạn, từng ga và từng vị trí. Và chúng tôi đã nghiêm túc thực hiện theo đúng cái giấy phép của Sở Giao thông Vận tải nộp cấp, là cắm các biển báo, tổ chức lại giao thông, bố trí những cái phối hợp cùng các lực lượng như thanh tra giao thông công chính và công an thành phố để tổ chức giao thông trong những giờ cao điểm. Trong những ngày qua thì theo chúng tôi theo dõi thì trên toàn bộ cái tuyến đường 32 mà chúng tôi đang thi công thì cái việc đi lại của các cái phương tiện giao thông thì tương đối bình thường. Tuy nhiên ở tại các cái ga như ga Chùa Hà, ga số 6 và ga số 7 thì có hiện tượng ùn chứ không có tắc. Và cái phần này thì chúng tôi đã thực hiện từ đầu năm và cái lượng giao thông đi qua ở đây thì vẫn cứ làm cái lưu lượng nhất định vẫn đi qua, hạn chế trong những cái giờ mưa không được phép đưa các cái xe vật liệu, những cái xe chuyên dụng đi vào công trường để hạn chế bớt cho cái việc mà giao thông đi lại nó đỡ bị ùn tắc hơn. Thứ hai nữa là tăng cường thêm cái người cảnh giới ở các cái vị trí cửa ra vào để hướng dẫn cho giao thông trong lúc mưa. Hiện nay chúng tôi đang vẫn thực hiện đúng cái chỉ đạo của thành phố là tập trung thi công. Chúng tôi bố trí đủ các phương tiện thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh thi công
và phấn đấu đến tháng 11 có thể có những cái đoạn rào sẽ được tháo bỏ để tạo điều kiện cho người dân đi lại, nhất là trên đường Xuân Thủy Cầu Giấy.